Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường mà không cần phải thông báo trước. Người xem xin cân nhắc sử dụng thông tin ở bảng giá sầu riêng này để áp dụng vào việc mua bán. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá sầu riêng, mùa vụ và nguồn cung là loại trái cây theo mùa, vì vậy giá của sầu riêng có thể thay đổi theo mùa vụ và nguồn cung. Khi sầu riêng vào mùa và nguồn cung đầy đủ, giá có thể giảm, trong khi đó khi sầu riêng khan hiếm, giá có thể tăng vụ thu hoạch và vận chuyển, quá trình thu hoạch và vận chuyển có thể ảnh hưởng đến giá sầu riêng, nếu quá trình này đắt đỏ hoặc gặp khó khăn, giá có thể tăng lên để bù đắp cho các chi phí sản xuất và vận chuyển cao hơn. Nhu cầu và sự tiêu thụ, nhu cầu và sự tiêu thụ của người tiêu dùng cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Nếu nhu cầu cao và sự tiêu thụ tăng lên, giá sầu riêng có thể tăng do sự cạnh tranh và sự khan hiếm của sản lượng sầu riêng. Thị trường xuất khẩu Việc xuất khẩu sầu riêng cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Nếu có một thị trường xuất khẩu mạnh mẽ và cạnh tranh cho sầu riêng, giá có thể tăng do nhu cầu tiêu thụ cao từ thị trường quốc tế. Sầu Thái tăng hay giảm, vùng nào có giá cao nhất? Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2461 QĐ UPND chấp thuận cho thành lập Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Nai hiệp hội sầu riêng đồng nai là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức và hoạt động theo điều lệ được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tuân thủ quy định của pháp luật chịu sự quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hiệp hội theo quy định của pháp luật hiệp hội sầu riêng tỉnh đồng nai có tư cách pháp nhân con dấu và tài khoản riêng tự đảm bảo kinh phí trụ sở và phương tiện hoạt động việc thành lập Hiệp hội Sầu Riêng tỉnh Đồng Nai là rất cần thiết, sẽ là cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trong tổ chức các chuỗi liên kết, hạn chế tình trạng tranh mua, tranh bán, cạnh tranh không lành mạnh, phá thị trường, phá chuỗi liên kết. Trước đó giá sầu riêng hôm nay cao nhất ở miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ và thấp nhất ở Tây Nguyên. Giá tại vườn sẽ thấp hơn từ 3.000 đến 5.000 đồng kg so với giá cập nhật tại vừa tùy theo thương lái mua theo hình thức nào mua xô hay mua lựa giá, khu vực miền Tây Nam Bộ, giá sầu riêng RI6 đẹp giảm tới 10.000 đồng kg xuống 57.000 đến 60.000 đồng kg trong khi RI6 mua xô ổn định. Giá sầu riêng thái mua xô tăng 5.000 đồng kg trong khi loại đẹp giảm 5.000 đồng kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá sầu RI6, thái đẹp và thái mua xô giảm 1.000 đến 9.000 đồng kg. Ngược lại sầu riêng RI6 mua xô tăng 2.000 đồng kg. Trong khi đó, giá tất cả loại sầu riêng tại Tây Nguyên giảm 3.000 đến 9.000 đồng mỗi kg, với sầu thái mua xô còn giảm tới 14.000 đồng kg. Giá sầu riêng tại khu vực miền Tây Nam Bộ, giá sầu riêng RI6 đẹp lửa có giá từ 57.000 đến 60.000 đồng mỗi kg, RI6 xô có giá từ 40.000 đến 45.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp lửa có giá từ 85.000 đến 95.000 đồng mỗi kg sầu riêng thái mua xô có giá từ 65.000 đến 75.000 đồng kg. Giá sầu riêng tại khu vực miền Đông Nam Bộ, giá sầu riêng RI6 đẹp lửa có giá từ 57.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. RI6 xô có giá từ 40.000 đến 45.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp lửa có giá từ 85.000 đến 91.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái mua xô có giá từ 64.000 đến 70.000 đồng kg giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên. Giá sầu riêng RI6 đẹp lửa có giá từ 57.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. RI6 sô so có giá từ 42.000 đến 45.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp lửa có giá từ 85.000 đến 91.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái mua có giá từ 64.000 đến 70.000 đồng mỗi kg.